Có ai ngày bé từng ăn quả vặt cổng trường và hái trộm quả nhà hàng xóm chưa? Nhớ đến tuổi thơ đúng là nhiều chuyện để nói. Hồi đó cái gì cũng rẻ, cầm 1-2 nghìn thôi là tha hồ ăn. Đứa nào cũng cố dành dụm tiền tiêu vặt bố mẹ cho để mua quả ở cổng trường. Nào là kem que hàng rong, là kẹo kéo, viên C, mì tôm trẻ em, ô mai. Đứa nào mà không được cho tiền ăn vặt thì đi cậy vỏ cây quế. Hái quả trứng cá, lướt qua có tí thôi mà đã thấy thèm rồi. Tẹo phải ra vườn, hái ngay rổ trứng cá về mới được. Nghĩ lại mới thấy, những cây gắn liền với tuổi thơ mình ngày ấy, giờ không còn nhiều. Nhất là ở các thành phố lớn thì gần như là không thấy xuất hiện. Lớn lên một chút thì lại hot trò nuôi thú ảo. Kể ra hồi ấy, đứa nào mà có cái máy đó là dữ dằn lắm. Nói chung là khá thú vị với tụi mình hồi đó. Mấy anh con trai thì hay trốn đi chơi điện tử. Đang chơi mà bị bố mẹ đi làm về bắt gặp thì có mặt xác định. Chị Phương Anh ơi, vào nấu em món này với. Sao thế? Đi để em cháy đen xì rồi nè. Còn nhiều nữa mà kể ra đây thì chẳng biết bao giờ mới hết. Hóa, đúng là em trai của ta. Và có một điều mà suốt 2 năm qua chưa ai nói với bạn, đó là hãy biết quý trọng khoảng thời gian hiện tại. Tuổi thơ đã qua thì không thể lấy lại được, nhưng hiện tại thì là do chúng ta nắm giữ. Mình học được rằng hãy luôn tích cực, cười nhiều nhất có thể, sống hết mình, trọn vẹn từng phút từng giây.